Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn cách thêm user mới trong Win 11 và phân quyền cho user. Để thêm một user mới trong Win 11, các bước bạn thực hiện như sau. Bước thứ nhất, bạn vào account trong Windows Settings. Đầu tiên, bạn click vào nút Start trên thanh taskbar. Sau đó, bạn chọn Setting. Bước thứ hai, bạn click vào Account ở menu phía bên tay trái. Và bạn chọn vào Family and Other User. Bạn nhấp vào cái dòng này. Tiếp theo, bước thứ hai, bạn thêm một user mới cho máy tính Win 11. Để thêm một user mới, bạn tìm đến dòng Other User và click vào nút Add Account. Sau đó, một cửa sổ Microsoft Account hiện ra. Nếu như bạn có tài khoản Microsoft, bạn có thể thêm một user mới bằng tài khoản Microsoft. Trong trường hợp bạn không cần tài khoản này, mà chỉ cần thêm user thông thường ở dạng local, thì bạn hãy nhấp chuột vào Idol ở cái dòng phía dưới này, I don't have this person. Và bạn nhấp vào đây. Và để thêm một user mới dưới dạng local, tức là không cần tài khoản Microsoft, bạn click vào dòng là Add a user without a Microsoft account. Sau đó, bạn nhập tên username và một số thông tin ở phía dưới. Đầu tiên, mình sẽ nhập username vào ô username này. Ví dụ, DBL. Trong trường hợp bạn muốn đặt mật khẩu cho user, thì trong phần Make it sure, bạn hãy nhập mật khẩu vào hai ô Enter Password và Re-enter Password. Ví dụ ở đây, mình không cần đặt mật khẩu cho user này, thì mình sẽ nhấp vào Next. Như vậy, mình vừa tạo xong một cái user có tên là DBN. Và bây giờ để phân quyền cho user này, thì bạn nhấp vào cái hình mũi tên xuống dưới như thế này. Và tại đây, bạn sẽ nhìn thấy có một dòng là Account Option. Và bạn click vào Change Account Type. Và trên Win 11, bạn sẽ nhìn thấy có hai quyền cơ bản. Đó là quyền Admin và quyền User thông thường. Nếu như bạn muốn cấp quyền cho user này dưới dạng Admin, thì bạn hãy chọn Admin. Còn trường hợp bạn chỉ cấp quyền user thông thường thì bạn hãy cấp ở Standard User và click vào OK. Như vậy trong nội dung video vừa rồi, Đỗ Bảo Nam Blog vừa chia sẻ nhanh với bạn cách thêm một user mới trong Win 11 và cách để phân quyền cho user đó. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn hãy nhấp chuột vào like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog. Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bảo Nam Blog, bạn hãy nhanh tay click vào nút đăng ký và biểu tượng hình chuông để đăng ký và nhận thêm các video hữu ích khác. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm thêm rất nhiều thông tin hữu ích khác tại Đỗ Bảo Nam Blog trên Google thông qua từ khóa Đỗ Bảo Nam Blog và truy cập website đỗbảonamblog.com hoặc kênh YouTube Đỗ Bảo Nam Blog để xem thêm các bài viết cũng như nhiều video hữu ích khác về tin học, thủ thuật máy tính, style browser, vân vân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.